Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Trung Môn Say và một số anh em Nga Sơn có mặt tại Bù Chu, đang có mặt tại nhà bạn Tú, một trong những người mà cũng rất là nổi tiếng trên các kênh truyền hình. Đặc biệt là anh có duyên với Mắt Anh Nhỏ. Chúng tôi hôm nay cũng ghé thăm và chia sẻ với tất cả anh em đam mê một vài tác phẩm nhé. Đây. Ngôi nhà rất là cổ, chắc có lẽ là đi cả khu vực miền Bắc này mới gặp một ngôi nhà cực kỳ cổ và đẹp như này. Đó. Đi vào bên này này anh. Đây, phôi này. Bạn Tú bạn đang là nuôi chèo móc câu, khiến là những cây xanh đi nhiều quá mà không chịu phun thuốc sâu này. Đấy, để pha chè đây này anh em này. Đó. Đấy, các thánh đã vào bên trong để chém gió rồi. Đấy, không biết là có cuộc giao dịch được không nhá. Hôm nay ra thì chắc chắn là có quà mang về rồi. Đấy, ít nhiều thì cũng phải giao lưu một vài cây. Đúng không? Chào tất cả các bác nhá. Đây, Tú dâu này. Vừa nói rất nổi tiếng. Đến Nam Định rồi thì phải qua vườn Tú nhá. À, chiêm ngưỡng giao lưu. Tú ơi, xem đổi xem giá cái này bao tiền nhỉ? Ê, đúng mùi chèo móc câu. Nhưng là anh em mua cây này được yêu ái chèo móc câu. Đấy, nói được đầu video rồi, rất là tuyệt vời nhá. Đấy, nói vui thôi nhá. Nói vui nhưng mà đây là thực ra là cái kỳ vừa rồi là bà Tú cũng đi giao lưu khắp là nhiều nơi nhưng mà cũng chưa có thời gian này, không chăm sóc được. Nhưng mà cái này không sao cả, cái này ok mà. Quan trọng là cây có lối và cốt nó đẹp. Đẹp nhỉ, cái này đẹp. Nhỏ nhỏ này. Ui, hàng VIP. Cốt đẹp chưa? Đi lửa vòng trái đất thì mới biết là có những ngôi nhà rất là cổ, có những cái giá trị mà chắc chắn là chỉ có những người chơi thâm thúy với lưu giữ được những cái ngôi nhà cũng như là những tác phẩm này. Tú thì một trong những người cắt ghép rất là giỏi. Cốt đẹp, chia sẻ với tất cả anh em mấy cốt Nam Điền xịn sò. Cứ ngồi uống nước đi, từ từ ăn. Làm chương trình đi ăn. Đây. Đẹp thế. Đây, đồ quý để chia sẻ tới tất cả anh em nhé. Đây là một trong những cái cốt Nam Điền mà nói đến Tú rồi thì đóng khá là giỏi. Những cái cốt mà anh em chắc gặp trên YouTube cũng như Facebook. Nhìn gặp những cái cốt như này thì quá kinh điển. Đẹp thật. Đóng như đường đóng đẹp thật. Dữ liệu đóng quá chuẩn luôn. Sơn à, nào, xem những cái đường đóng như này. Kinh này tầm 2 năm nữa thôi, kinh điển. Đẹp, thơ. Mấy đọc hộ số Tú kìa. Mấy số. Số tài quanh bao nhiêu? 091. 255. 94. Đó. Đọc lại đi nào, đem số phổi đẹp như này cho mất luôn. Nếu mà anh em có về đến Nam Định thì alo cho Tú nhá.
Số điện thoại thì chắc chắn là anh đọc đọc hộ này em cái 091 25 44 44 44, số 44 này anh. Ô đọc lại chứ anh đọc lại cho chết truyền hình về thì chết. Đấy, toàn dừng nãy giờ toàn các anh đọc số sai rồi nên là chúng tôi đang xin số này nhá. Thực ra ra đây thì Tú đang bận tiếp khách trong kia, có những tác phẩm mà chúng tôi sai muốn chia sẻ tới tất cả anh em. 091 25 25 9494 9494 đấy nhá. 255 ở đây các ông đọc từ nãy giờ các ông đọc này đây nhá anh em nhá, đây là số điện thoại này, đây giờ cho anh em biết 091 255 9494. Đấy, tôi chỉ đọc một lần thôi là tôi nhớ rồi, nhưng mà đây là thực ra là cái tác phẩm đẹp thôi anh, giá trị đúng không? 091 255 9494 đấy là số điện thoại của Tú Râu nhé, một trong những người mà có biệt danh là ghép. Nói chung mấy năm trước thì tôi đã biết anh Tú rồi, là một trong những người ghép rất là giỏi. Phone này biết nhiêu tiền không? Em không biết đâu. Tí hỏi Tú xem. Lướt qua một vòng. Đấy, hàng này. Hàng như này. Thôi, tiếp tục chỉ vài năm nữa thôi là lại thành những siêu phẩm. Si ngắm si phôi đẹp. Chân bản là đi muộn, đi là nó cũng thời gian. Các ông đi muộn rồi. Đây. Ông chủ có cái tường vi đẹp quá. Trời ơi cây sung này. Cây sung này. Bác nào mà thích quất cây sung này về cái alo cho Tú nhá, 091 255 9494. Số điện thoại của Tú Râu thì chắc chắn là cũng khá nổi tiếng rồi. Này mà bác nào mà quất cái cây này về thì nó mới ok được. Không bán thì cũng bác tiếng sau tiếng gọi của bác là không khéo cũng mất ngay mà. Cái sung đẹp thật, từ gốc lên tận ngọn. Quả như này mới gọi quả chứ. Hôm nay Cường kia đang gọi. Úi dồi. Ruối này, ruối nghệ thuật. Xì này. Bây giờ có bê cái nào không đây? Chú Bonsai cũng xin được dừng video ở đây để ngắm cây tí uống nước. Anh em ra đây thì thực ra là chắc chắn về kỳ khác mới chia sẻ hết được. Sướng cái phôi này đúng mà nó nhuyễn rồi, một năm nữa thôi. Nuôi với tốc độ như này nha, một năm nữa này anh em biết. Phôi rất đẹp, nhìn ngoài phê luôn. Nói chung là hàng thì còn rất nhiều, nhưng cây thì do là nó tốt quá cũng chưa cắt ra để cho các bác chiêm ngưỡng được. Nhưng hẹn ngày gần nhất chúng tôi sẽ quay lại và chia sẻ rõ chi tiết hơn để cho anh em có thể là cùng chung môn sai tham khảo giá nhé. Hôm nay Tú thì cũng hơi bận tiếp khách trong kia. Đấy, những cái cây như này mà cắt ra này đẹp lắm. Hôm nay đi.
Tôm nhìn sao không nổi. Cái nôn tròn nhanh nhá. Cái nôn tròn nhanh nhá đấy. Hôm nay đang định hành Thái Bình cũng được. Vua à? Vua à? Phôi đẹp phải không anh? Tú đóng giỏi nhỉ. Tú phải nói ca thủ đấy. Cái này nặng đóng đúng không anh? Vai này đóng phải không? Nhưng mà Tú đóng giỏi, chấp nhận nhìn cái đường đóng. Cao thủ đấy. Và đúng rồi. Đi mới đông mà.